Xin chào, tôi là Khánh Trình. Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Radio. Xin chào, tôi là Khánh Trình. Chào mừng các bạn đến với Tinh Hoa Radio, kênh thông tin chính thức của Tinh Hoa AIA, nơi lan tỏa tinh thần làm chủ khát khao, tạo sự khác biệt, là nơi chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề của chuyên viên tư vấn, của cấp quản lý của AIA Việt Nam. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh YouTube AIA Việt Nam, câu lạc bộ Tinh Hoa vào tuần thứ nhất và tuần thứ ba của mỗi tháng. Ở mỗi tập, thì Trình sẽ mời đến trường quay một vị khách mời đặc biệt để cùng chia sẻ về những chủ đề hết sức nóng hổi. Và ở tập 2 này, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Tinh Hoa AIA, một chương trình được Donnie đóng giày dành cho các chuyên viên tư vấn có niềm đam mê với nghề tư vấn tài chính. Nhưng trước khi đến với chương trình thú vị ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục Điểm tin Tinh Hoa. Trong tháng 5 2023, AIA Việt Nam đã chào đón 165 chuyên viên tư vấn Tinh Hoa đầu tiên gia nhập vào đại gia đình Tinh Hoa AIA. Cũng trong tháng 5 vừa qua, 299 cấp quản lý AIA đã chính thức chuyển đổi thành cấp quản lý toàn thời gian. Đây là tín hiệu hết sức tích cực, đánh dấu bước chuyển mình đặc biệt của các cấp quản lý khi quyết định đầu tư thêm thời gian, tâm huyết để phát triển một đội ngũ chuyên viên tư vấn lành nghề, tận tâm nhằm hướng đến phục vụ khách hàng tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Nhằm mục đích lan tỏa thông điệp sống khỏe AIA Vitality một cách trọn vẹn nhất, cũng mong muốn mang đến một hình ảnh sống khỏe của các đại lý, một phần nào đó sẽ hỗ trợ trong việc chiêu mộ các ứng viên tiềm năng, mở rộng đội ngũ. Chương trình Run to Recruit đã khởi động vào ngày 18 tháng 5 2023 với sự hưởng ứng của nhiều đội ngũ chuyên viên tư vấn khắp cả nước. Cẩm nang đường đua tinh hoa, trang thông tin chính thức của thế hệ tư vấn tinh hoa đã chính thức ra mắt vào cuối tháng 5. Hãy truy cập trang đường đua tinh hoa tại địa chỉ liên kết hiển thị trên màn hình để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi về chương trình thi đua, câu chuyện tinh hoa tiêu biểu, khóa đào tạo thực tiễn dành riêng cho thế hệ tinh hoa AIA. Để đồng hành và hỗ trợ cùng các chuyên viên tư vấn, cấp quản lý đạt được mục tiêu phát triển đội ngũ bứt phá mạnh mẽ trong tháng 6, thì AIA Việt Nam giới thiệu nhiều chương trình thi đua hấp dẫn như thành tích đột phá với mức thưởng lên đến 200% đối với sản phẩm bổ sung sức khỏe, đồng hành và phát triển tinh hoa cùng nhiều giải thưởng trị giá 1 đến 2 triệu đồng. Các bạn thân mến, từ những ngày đầu tháng 4 vừa qua, AIA Việt Nam đã cho ra mắt chương trình Tinh Hoa AIA, chương trình thu hút và nuôi dưỡng nhân tài trong ngành bảo hiểm nhân thọ, được thiết kế đặc biệt bởi đội ngũ ban lãnh đạo AIA Việt Nam, chắt lọc và kế thừa trong kinh nghiệm 23 năm AIA Việt Nam hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam. Tinh Hoa AIA được xem là chiếc chìa khóa vàng để chúng ta có thể bứt phá về chất lượng của chuyên viên tư vấn, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng và nhu cầu mạnh mẽ của thị trường. Và Khánh Trình xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Phương Anh, trưởng bộ phận cấp cao hoạch định giá trị cam kết và thu hút nhân tài kênh đại lý, là một trong những thành viên chủ chốt của dự án Tinh Hoa AIA, sẽ cho chúng ta có những cái nhìn đa chiều về chương trình này. Xin chào chị Phương Anh. Xin chào Trình. Hàng ngày thì chị em mình ngồi ở văn phòng, hôm nay mình được ngồi trên sóng, rất là thú vị đúng không? Và một chút xíu hồi hộp. Dạ. Rồi, thì ngày hôm nay thì Trình mời chị Phương Anh đến trường quay để chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi, chứ không phải là một cái buổi phỏng vấn bình thường đâu. Ok. Chị Phương Anh đoán được trò chơi gì không? Chắc là Phương Anh chưa đoán được đâu, nhưng mà đầu tiên chắc cho Phương Anh gửi lời chào tới tất cả các anh chị chuyên viên tư vấn của AIA Việt Nam. Rồi, chúng ta sẽ giới thiệu trò chơi với chị Phương Anh nhé. Đây là trò chơi rất quen thuộc, trò chơi ô chữ. Phương Anh nhớ hồi nhỏ cũng hay chơi cái này ở trên các cái tờ báo lắm nè. Đúng rồi, nó cũng giống như trên chương trình Đường lên đỉnh Olympia đúng không chị? Thì hôm nay chúng ta sẽ xem thí sinh Phương Anh của chúng ta sẽ đi qua cái ô chữ này như thế nào. Thì ô chữ của chúng ta ngày hôm nay sẽ có 7 từ khóa. Thì chị Phương Anh sẽ chọn một từ khóa đầu tiên là số mấy ạ? Trong 7 ô số này thì Phương Anh sẽ chọn số 1 đầu tiên. Bởi vì số 1 là tháng sinh của Phương Anh và Phương Anh nghĩ là cái ô chữ này sẽ mang lại cho Phương Anh cái điều may mắn. Rồi, hy vọng số 1 mang lại sự may mắn cho chị Phương Anh nhé. Đó là làm chủ khát khao. Từ khóa làm chủ khát khao. Như vậy thì trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có thể nghe rất là nhiều về Tinh Hoa AIA và làm chủ khát khao, tạo sự khác biệt trên mọi cái phương tiện thông tin của AIA. Như vậy thì chị Phương Anh có thể chia sẻ cho cấp quản lý và chuyên viên tư vấn của chúng ta được biết Tinh Hoa AIA là gì không ạ? Ok, cảm ơn Trình. Từ hồi nãy khi mà Trình giới thiệu Phương Anh thì Trình có nói tới cụm từ là chương trình Tinh Hoa AIA giúp cho chúng ta thu hút và nuôi dưỡng nhân tài đến với ngành bảo hiểm. Thì nhân cái câu hỏi này Phương Anh cũng sẽ làm rõ nghĩa hơn ha. Nếu như các bạn là những người khát khao làm chủ sự nghiệp của mình, khát khao để mình xây dựng một con đường lộ trình lâu dài và có một cái độc lập về mặt tài chính cho bản thân của mình và mong muốn góp tay vào cùng nhau xây dựng giúp cho 10 triệu khách hàng ở Việt Nam sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn, thì xin mời bạn hãy đến với AIA. Sau khi bạn đến với AIA thì chúng tôi sẽ có chương trình Lòng Ấp nuôi dưỡng các bạn trong vòng 18 tới 30 tháng để các bạn có thể định hình con đường sự nghiệp của mình, trở thành một chuyên viên tư vấn MDRT là một danh hiệu danh giá trong ngành bảo hiểm, hay bạn có thể trở thành một nhà quản lý để bạn độc lập quản lý hệ thống của mình sau 30 tháng. Thì đó chính là thiết kế của chương trình Tinh Hoa AIA. Như vậy thì rõ ràng AIA đã đưa ra một cái thiết kế rất là chỉnh chu, đưa ra một cái lộ trình rõ ràng cho chuyên viên tư vấn khi gia nhập vào AIA một cách rất là thận trọng, đúng không chị? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với từ khóa số 2. Thì chị Phương Anh chọn số mấy nào? Từ khóa số 2 thì trình cho Phương Anh từ khóa ở giữa nha, từ khóa số 4. Số 4. Rồi. Từ khóa là thị trường. Từ hồi nãy em có nghe chị Phương Anh chia sẻ là AIA đã đưa ra cái chương trình Tinh Hoa với những cái lộ trình nó rất là bài bản dành cho các chuyên viên tư vấn. Như vậy thì em tin rằng là công ty sẽ phải làm những cái nghiên cứu về thị trường rất là kỹ. Như vậy thì chị Phương Anh có thể chia sẻ cho chuyên viên tư vấn và cấp quản lý của chúng ta hình dung ra được rằng là AIA đã làm những cái gì để đón nhận những cái tín hiệu của thị trường không ạ? Ok. Rồi, cảm ơn Trình, một câu hỏi rất là hay. Và nếu như là các bạn không đưa từ khóa thị trường vào thì Phương Anh cũng đang tìm một cái cơ hội nào đó để chia sẻ với các bạn. Thì như thế này, ngay từ khi bắt tay vào dự án Tinh Hoa là nhóm dự án chúng tôi đã tiếp cận từ hai khía cạnh của thị trường. Đầu tiên là chúng ta đến từ cái nhu cầu của khách hàng. Theo khảo sát thì với 100 người dân Việt Nam thì sẽ có 11 người là có ít nhất một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, nghĩa là 11%. Đúng rồi. Nhưng tỷ lệ này so với các nước lân cận thì như thế nào? Thì Trình có biết không? Em nhớ đâu đó rất là cao, đâu đó trên 50%. Rồi, Phương Anh sẽ hé lộ cho Trình nè. Malaysia là 50%, còn Singapore là 80%. Thì rõ ràng chúng ta thấy là cái nhu cầu về thị trường với ngành sản phẩm bảo hiểm nhân thọ còn rất là nhiều. Đó. Rồi, khía cạnh thứ hai là AIA đã nghiên cứu về nhu cầu của người lao động. Nhu cầu của người lao động thì chúng tôi nghiên cứu từ mức thu nhập bình quân. Và thứ hai là khi chọn lựa một cái công việc thì người lao động quan tâm tới những yếu tố nào? Bên cạnh những cái khảo sát mà chúng tôi nghiên cứu từ những công ty nghiên cứu thị trường, chúng tôi còn mời Kantar là một đơn vị độc lập đến từ bên thứ ba để thực hiện khảo sát trên cái nhóm các bạn đang làm cái ngành nghề kinh doanh. Đó, thì các bạn cho rằng khi tìm kiếm và quyết định một cơ hội việc làm thì các bạn sẽ dựa trên ba yếu tố quan trọng nhất. Thứ nhất là thu nhập cạnh tranh. Thứ hai nữa là lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng. Và thứ ba, điều này rất thú vị Trình, thứ ba là các bạn đang tìm kiếm một cơ hội công việc có ý nghĩa đóng góp cho xã hội. Thì rõ ràng với ba tiêu chí này thì chương trình Tinh Hoa đều thỏa mãn. Thứ nhất, đảm bảo thu nhập cạnh tranh với các ngành nghề khác. Thứ hai, một cái lộ trình rõ ràng như hồi nãy Phương Anh có chia sẻ với Trình. Và thứ ba, công việc trong ngành bảo hiểm nhân thọ là một công việc ý nghĩa mang lại cho xã hội. Và bên cạnh đó, AIA còn đưa vào trong tất cả các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, những cái hoạt động sáng kiến mang lại những cái giá trị nâng cao cái sức khỏe và kiến thức về sống khỏe cho người dân, cho khách hàng và cho các chuyên viên tư vấn của mình. Như vậy thì AIA đã tập trung về con người rất là cao, đúng không ạ? Đầu tiên là nghiên cứu về cái nhu cầu của khách hàng trên thị trường. Cái thứ hai là nhu cầu của thị trường lao động để biết được rằng người lao động họ mong muốn gì ở một công việc. Và em thấy một cái insight khá là thú vị, đó là người lao động hiện nay họ quan tâm hơn nhiều những cái giá trị mà họ đóng góp cho cộng đồng như thế nào. Và rõ ràng là công việc tại AIA nó sẽ mang cho họ những cái cơ hội để họ mang lại những giá trị mới cho cộng đồng. Chính xác Trình. Rồi. Mình sẽ đi đến câu số 3. Chị Phương Anh chọn số mấy nào? Hồi nãy thì Phương Anh đã chọn ô số 1, ô số 4 rồi. Thì bây giờ cho Phương Anh chọn ô số cuối cùng đi, ô số 7. Số 7. Rồi, câu số 7 là gì đây? Đặc quyền. Thì hồi nãy chị có nghe chị Phương Anh chia sẻ rằng là người lao động họ rất là quan tâm, đầu tiên đó là cái thu nhập phải tăng cao của họ. Thì chắc chắn đó là một đặc quyền lớn rồi, đúng không ạ? Như vậy thì ngoài đó ra thì có những cái đặc quyền gì khác mà chương trình Tinh Hoa AIA mang lại cho chuyên viên tư vấn? Ok, cảm ơn Trình. Phương Anh cũng rất thích cái cụm từ đặc quyền nha, để mà Phương Anh có thể có cơ hội để giới thiệu cho các bạn những cái băn khoăn trăn trở của nhóm dự án đã đúc kết ra được đâu là những cái điểm mà chúng ta có thể mang lại cho chuyên viên tư vấn Tinh Hoa. Thì bên cạnh thu nhập thì như Phương Anh có chia sẻ lúc nãy, lộ trình nghề nghiệp cũng là một cái điểm người lao động rất là quan tâm, bởi vì đó chính là một đặc quyền đầu tiên. Lộ trình sự nghiệp được phát triển rất rõ ràng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 18 tháng và 30 tháng sẽ trải qua như thế nào. Thứ hai nữa, để mà giúp cho các bạn đạt được trên con đường lộ trình nghề nghiệp đó thì nó phải có một cái quy trình, một cái chương trình đào tạo, huấn luyện kèm theo. Trong từng bước các bạn sẽ được thiết kế những cái khóa học về kiến thức, kỹ năng, về sản phẩm để giúp cho các bạn có thể hoàn tất được cái chặng đường tại cái bước đó của mình. Và thứ ba, nó chính là cái môi trường. AA tạo ra một cái môi trường thể hiện một cái tinh thần sống khỏe, sống lành mạnh, và đi kèm với đó là những cái sáng kiến để giúp cho chuyên viên tư vấn bản thân họ rèn luyện cái lối sống khỏe thông qua các hoạt động chạy của câu lạc bộ Vitality. Rồi từ đó mình lại mở rộng ra cái việc lan tỏa đến cho khách hàng và các ứng viên tiềm năng khác thông qua cái việc những cái hội thảo về khách hàng, hướng đến những cái lối sống khỏe, những cái sân chơi lành mạnh cho các bé như là làm đồng hồ cát, vẽ tranh. Rồi sau đó chúng tôi có thể tổ chức những cái buổi bán đấu giá tranh của chính các bạn vẽ. Khá là thú vị. Rồi bên cạnh đó cái hoạt động chạy bộ thì chúng ta có thể mời các cái thành viên khác là khách hàng tiềm năng hoặc là các ứng viên tiềm năng cùng tham gia vào cùng với mình. Thì chính cái việc trải nghiệm các cái hoạt động đó thì các bạn có thể cảm nhận được sâu sắc cái lối sống khỏe mà AIA đang muốn lan tỏa ra cho cộng đồng như thế nào, là một cái cách các bạn dễ dàng hòa nhập với cái môi trường của AIA. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có một cái công thức thành công, công thức vận hành. Công thức thành công này được đúc kết từ nhiều năm kinh nghiệm của AIA tại các nước khác chứ không phải riêng tại AIA Việt Nam. Đó chính là cái quy trình hoạt động chuẩn. Các bạn sẽ được giới thiệu và chính các bạn sẽ được là những người hướng dẫn mang các bạn đến sinh hoạt vào những cái buổi ở tại văn phòng của GA để giúp các bạn hiểu thêm và có được cho mình những cái bước hoạt động rõ ràng trong một tuần làm việc tiếp theo của mình là gì. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có những cái công cụ công nghệ để giúp cho các bạn thuận tiện nhất trong công việc tương tác với khách hàng. Và cuối cùng là những sản phẩm đặc quyền của AIA hướng tới lối sống khỏe mà các bạn có thể mang đến cho khách hàng. Rõ ràng là những cái hoạt động sống khỏe nó sẽ liên kết rất là nhiều vô tất cả những cái đặc quyền đó của AIA, từ cái chuyện là mình đưa ra cho những cái buổi workshop, những cái tinh thần sống khỏe của cấp quản lý, của đội ngũ chuyên viên tư vấn dành cho khách hàng của mình, và đi kèm theo đó là đến cả sản phẩm luôn, đúng không chị? Đúng rồi. Và mình có thể nhìn thấy đó chính là một cái nét rất riêng của AIA trên thị trường bảo hiểm ở Việt Nam. Rồi, mình sẽ đi câu tiếp theo. Chị Phương Anh chọn số mấy? Bây giờ Phương Anh sẽ đi chiến lược từ dưới lên. Cho Phương Anh số 6. Đừng nói tí nữa từ trên xuống dưới nha. Số 6 là đường đua. Đường đua thì em đang hình dung rằng hồi nãy chị Phương Anh đang chia sẻ cái đặc quyền đầu tiên, đó là về lộ trình phát triển. Thì đường đua của một cái người tư vấn Tinh Hoa khi vào AA thì nó sẽ như thế nào? Chị có thể chia sẻ cho các bạn chuyên viên tư vấn và các quản lý biết được không ạ? Cảm ơn Trình. Phương Anh sẽ giải thích xíu về đường đua trước đã ha. Đường đua này cũng không có nghĩa là các bạn đang đua với ai đó đâu, mà chính xác là bạn đang đua với chính mình trên con đường sự nghiệp của mình do chính mình hoạch định. Đầu tiên khi bạn đến với AIA thì bạn sẽ là một chuyên viên tư vấn. Sau 2 tháng nếu như bạn có hoạt động, bạn có một danh sách khách hàng tiềm năng, thì nó là cơ sở để bạn có điều kiện để bạn chuyển đổi thành một tư vấn Tinh Hoa. Tư vấn Tinh Hoa. Sau khi bạn sinh hoạt trong một cái nhóm câu lạc bộ tư vấn Tinh Hoa rồi, bạn có những cái hoạt động đều đặn và bạn đạt được những mục tiêu kinh doanh, thì bạn sẽ có cơ hội để trở thành một tư vấn Tinh Hoa cấp cao. Tư vấn Tinh Hoa cấp cao, có nghĩa là tư vấn toàn thời gian đúng không chị? Đúng rồi, tư vấn Tinh Hoa cấp cao cũng có ý nghĩa là tư vấn toàn thời gian. Cảm ơn Trình đã nhắc Phương Anh cái ý này ha. Rồi, và sau khi mình hoàn tất cái lộ trình tư vấn Tinh Hoa cấp cao rồi thì nó chính là cái nền tảng để mình đi tiếp đến cái danh hiệu danh giá là MDRT của một chuyên viên tư vấn, hoặc là mình có thể chuyển sang cái ngạch là cấp quản lý. Vậy thì để đi đến cái con đường này một cách bền bỉ thì Vân Anh sẽ có một vài cái điểm lưu ý cho các bạn ha. Thứ nhất là cố gắng hoạt động đều đặn. Và để hoạt động đều đặn thì mình phải có đủ kiến thức và kỹ năng. Và lộ trình nghề nghiệp đào tạo của AIA luôn sẵn có, cho nên bạn cần hoàn tất các cái khóa học. Thứ hai là công thức thành công của AIA đã được đúc kết từ nhiều năm ở các thị trường tiên tiến. và hiện nay đang được chuyển giao tại các văn phòng của GA và tổ chức thành các buổi sinh hoạt thứ 6 hàng tuần, thì bạn hãy nhớ là chúng ta phải tham gia vào các cái buổi sinh hoạt đó. Và cuối cùng là cố gắng tham gia các cái hoạt động, các cái sáng kiến của AIA để tạo cho bạn những cái cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ với những khách hàng tiềm năng của mình. Và bằng những kiến thức và kinh nghiệm thì chuyển giao các cái hợp đồng một cách thành công. Với những việc mà bạn hoàn tất những điểm đó sẽ mang lại cho bạn một cái thu nhập phù hợp để giúp cho bạn có đủ nội lực, tiềm lực để đi trên cái con đường này một cách bền bỉ. Rồi, câu tiếp theo chị Phương Anh chọn số mấy nào? Rồi, bây giờ thì chị sẽ đi theo gợi ý hồi nãy của Trình ha. Chị chọn từ trên xuống dưới là cho chị số 2. Rồi, có số 2, tài chính. Đây là một cái từ khóa khá là thú vị và em nghĩ rằng là tất cả mọi người đều rất là quan tâm. Hồi nãy chị Phương Anh cũng đã nhắc đến rồi về thu nhập của tư vấn Tinh Hoa. Như vậy thì chị Phương Anh có thể chia sẻ thêm về thu nhập của tư vấn Tinh Hoa được công ty thay đổi như thế nào? Ok, cảm ơn Trình. Thì ngay từ đầu như hồi nãy Phương Anh có chia sẻ thì AI tiếp cận bằng cách là nghiên cứu về mức thu nhập bình quân của một chuyên viên bán hàng trong các ngành nghề khác để mình xác định ra một cái định vị về mặt thu nhập của tư vấn Tinh Hoa. Và sau đó chúng tôi đã thiết kế thành một cái chính sách thu nhập cho Tinh Hoa. Và nói một cách đơn giản, một cái ví dụ đi để mình dễ hình dung ha. Nếu như một chuyên viên tư vấn họ bán được 2 hợp đồng một tháng thì họ sẽ nhận được các khoản thu nhập như sau ha. Thứ nhất là hoa hồng, thứ hai là khoản hỗ trợ kinh doanh đặc biệt của Tinh Hoa, và thứ ba là các khoản thưởng thêm. Thì tổng thu nhập của bạn tư vấn đó sẽ nhận được là 20 triệu. Thì mình thấy rằng 20 triệu cho một thu nhập một tháng là mức lương khá là cạnh tranh với các ngành nghề khác trong cái lĩnh vực bán hàng. Em thấy còn khá cao đó chị. Rồi câu tiếp theo chị chọn số mấy? Em đề nghị chắc là từ dưới lên, hồi nãy từ dưới xuống dưới. Ok rồi, cảm ơn Trình. Lần này Phương Anh sẽ chọn theo gợi ý của Trình là số 5. Dạ ok, số 5 là chân dung. Như vậy thì em nghĩ là chân dung của một cái người tư vấn nó sẽ như thế nào, thì chị Phương Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết được rằng là tố chất của một người chuyên viên tư vấn để họ thành công là gì? Trình ơi, với cái câu hỏi này thì chị nghĩ là chị sẽ tiếp cận bằng cách chị cũng là một khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Hiện giờ chị đang có 3 hợp đồng bảo hiểm, nhưng 2 trên 3 hợp đồng là chị không có chuyên viên tư vấn chăm sóc. Bởi vì chị nghĩ cái tố chất mà mình đang cần ở một chuyên viên tư vấn là gì thì phải bắt đầu bằng thái độ, cái sự chuyên tâm, sự bền bỉ của họ đi trên cái con đường sự nghiệp này. Nó là một yếu tố rất quan trọng, bởi vì chỉ khi mà họ bền bỉ, họ chuyên tâm, họ mài dũa bản thân đi trên một con đường này một cách chuyên nghiệp thì chính khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm sẽ là những người được thụ hưởng, không phải chỉ mua cái hợp đồng trong giai đoạn đầu tiên mà còn trong cả cái quá trình chăm sóc khách hàng sau này. Rồi Phương Anh sẽ chia sẻ với các bạn theo một công thức ha, CAS. Thì Phương Anh nghĩ chắc là đâu đó các bạn cũng quen với công thức này. Thì Phương Anh sẽ bắt đầu bằng chữ A ha, attitude là thái độ. Thì bởi vì mình nói sự thành công nó phải bắt đầu từ một cái thái độ đúng. Đó chính là cái tinh thần khát khao, làm chủ sự nghiệp và động lực từ trong chính bản thân của mình để mình đi một cách bền bỉ trên con đường này. Đó là thái độ. Thứ hai là chữ K là knowledge. Khi bạn muốn bước vào một cái ngành nghề nào, bạn muốn đạt được một sự thành công thì bạn phải có đủ cái kiến thức cần thiết với cái nghề mà bạn đã chọn. Và đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì kiến thức về bảo hiểm, kiến thức về sản phẩm, và bây giờ tới với cách mà AIA đang làm là những kiến thức về lối sống khỏe. Đó là những cái kiến thức tối thiểu mà bạn cần phải trang bị cho bản thân của mình. Và thứ ba là skill, là kỹ năng. Những kỹ năng cơ bản như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng ứng xử trong những cái tình huống bị từ chối một cách khéo léo và nghệ thuật. Thì nó cũng là những cái điểm cơ bản mà một chuyên viên tư vấn cần có. Và cuối cùng, đây là một cái nền tảng tạo cho cái sự thành công của các bạn, chính là habit, là thói quen ha. Thì các bạn cần rèn luyện cho mình một cái thói quen để hướng mình vào một cái tinh thần kỷ luật, là cái việc bạn thiết lập mục tiêu cho mình đều đặn như thế nào. Và để mình đạt được cái mục tiêu đó thì từng bước đi nhỏ của bạn như thế nào. Nó sẽ được hiển thị qua việc bạn thiết lập mục tiêu hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày. Thể hiện qua việc bạn tham gia vào những cái buổi sinh hoạt trong một cái quy trình chuẩn của kinh doanh mà AIA đã tạo ra một cái nền tảng sẵn. Thì với cái công thức CAS đó thì Vân Anh tin rằng hoàn toàn các bạn có thể thành công đi trên cái con đường sự nghiệp cùng với AIA. Và Trình ơi, nếu như mà một chuyên viên tư vấn Tinh Hoa hội tụ được 4 yếu tố của CAS thì chị tin rằng chúng ta đã xây dựng được một hình ảnh rất là chuyên nghiệp của chuyên viên tư vấn trong thị trường bảo hiểm nhân thọ. Như vậy cash là K-A-S-H, nó cũng đọc thành cash trong tiếng Anh, có nghĩa là tiền, đúng không chị? Có nghĩa là nếu mà bạn làm được tất cả những cái điều mà chị Phương Anh vừa chia sẻ thì chắc chắn là họ sẽ có tiền và có những cái thành công trong cái công việc này. Vâng, anh rất là thích cái ví dụ của Trình ha, gắn rất là liền với lại cái thu nhập, đó chính là cái nhu cầu của chúng ta khi chúng ta là người đi làm. Vâng, anh rất là thích, cảm ơn Trình. Rồi Trình ơi, bây giờ là còn có một ô số nữa thôi, cho nên chị chọn luôn rồi, không cần Trình mời chị nha. Ô số cuối cùng em mở ra luôn đây. Cấp quản lý. Rồi mình nói đến Tinh Hoa AA rất là nhiều, chuyên viên tư vấn rất là nhiều, và họ đã có một cái lồng ấp để giúp cho họ có thể phát triển trong sự nghiệp của họ. Như vậy thì cái vai trò của cái người cấp quản lý sẽ là rất quan trọng trong cái việc là giúp đỡ cho cái người chuyên viên tư vấn ở trong cái lồng ấp này có thể phát triển được sự nghiệp của họ. Như vậy thì chị Phương Anh thể chia sẻ hơn là cái vai trò, cái trách nhiệm của chuyên viên của một cái người cấp quản lý nó sẽ như thế nào ạ? Ok, cảm ơn Trình. Thật là thiếu sót nếu như trong chương trình này mình không nhắc tới cấp quản lý, bởi vì họ chính là nhân tố quan trọng nhất giúp cho chương trình Tinh Hoa của chúng ta thành công. Như các bạn thấy, để mà mình thu hút, nuôi dưỡng và phát triển một chuyên viên tư vấn thì vai trò của cấp quản lý rất là quan trọng. Nếu như bạn đã chọn con đường sự nghiệp của mình là một cấp quản lý trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thì sứ mệnh của mình là giúp cho những thành viên đến với đội ngũ của mình, họ thành công, họ đạt được những mục tiêu trong sự nghiệp, họ đạt được những mục tiêu thu nhập. Đó, và làm được những điều đó thì rất cần cấp quản lý chúng ta có được những cái năng lực. Năng lực gì ạ? Đầu tiên hết là kỹ năng quản lý con người. Kỹ năng quản lý con người nó sẽ bao gồm từ câu chuyện bạn thu hút nhân tài như thế nào, bạn nuôi dưỡng, bạn huấn luyện, bạn đào tạo, bạn phát triển như thế nào. Và một trong những cái điểm cơ bản nhất mà hiện giờ AI đang rất là khuyến khích các cấp quản lý thực hiện đó chính là join field work, nghĩa là đi bán hàng cùng với chuyên viên tư vấn trong những tháng đầu tiên, để giúp cho chuyên viên tư vấn của chúng ta có thêm sự tự tin và họ hoàn tất được các cái hợp đồng đầu tiên thì nó sẽ là cái nền tảng để họ bước những bước tiếp theo. Thì ngoài ra thì cấp quản lý của chúng ta mình còn cần nhìn thấy ở họ nữa là một tinh thần lãnh đạo, làm sao dẫn dắt được một đội ngũ đi trên một con đường dài hướng tới một cái sứ mệnh, một cái lời hứa thương hiệu của AI giúp cho 10 triệu khách hàng của chúng ta sống khỏe hơn, lâu hơn và hạnh phúc hơn. Vâng, và cái ý của chị Phương Anh thì Trình thấy nước rất là đâu đó nó cũng gần như là khách mời của tập trước. Họ cũng chia sẻ rằng là một cái cấp quản lý họ cần những cái kỹ năng như là kỹ năng lãnh đạo, thu hút nhân tài, đào tạo huấn luyện đội ngũ của mình, và quan trọng hơn đó là tạo những cái động lực và giúp đỡ cho đội ngũ của mình có thể phát triển với cái sự nghiệp này. Hiện tại thì AA cũng đang có những cái chương trình, những cái kế hoạch để mà thúc đẩy các cấp quản lý chúng ta có thể chuyển đổi thành cấp quản lý toàn thời gian. Thì khi thật sự chúng ta dành đủ thời gian cho cái công việc này thì nó mới tạo ra được cái sự hiệu quả. Và các anh chị hãy cân nhắc để mình có thể chuyển đổi thành cấp quản lý toàn thời gian để đi trên một cái chặng đường sự nghiệp dài hơn cùng với AI. Và bây giờ thì sẽ là câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi quen thuộc của chương trình, đó là câu hỏi nếu. Nếu quay trở lại 2 tháng trước đây khi mà mình thiết kế chương trình này thì chị Phương Anh nghĩ rằng là mình sẽ thay đổi điểm gì trong chương trình Tinh Hoa? Câu hỏi nếu này cũng hóc búa đó. Nhưng mà Trình ơi, câu trả lời của chị á, nó đơn giản lắm. Là điều mà chị mong đợi trong thời điểm này á, là mình có thể đưa ra cái chương trình này sớm hơn. Thì nó sẽ góp phần vào việc thay đổi cái hình ảnh của chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đến với cộng đồng và đến với khách hàng. Thì nó là một cái điểm mà Phương Anh rất là trăn trở. Nhưng thôi, cái mong đợi này cũng khó mà thực hiện được, bởi vì chúng ta không thể lùi thời gian lại được. Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ nên tập trung vào câu chuyện làm sao chúng ta có thể triển khai được chương trình Tinh Hoa đến nhiều bạn trẻ hơn, để giúp cho các bạn thật sự là làm chủ khát khao, làm chủ sự nghiệp tại AIA. Như vậy thì không phải là nếu 2 tháng trước, mà nếu 20 mấy năm về trước chúng ta có chương trình Tinh Hoa này thì rõ ràng là cái cục diện của ngành bảo hiểm có thể thay đổi hơn rất là nhiều, và người dân cũng có cái nhìn tích cực hơn về bảo hiểm, và lực lượng đại lý của chúng ta sẽ trở nên chất lượng hơn rất là nhiều, có thể mang lại những cái giá trị tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Các bạn thân mến, như vậy từ khóa cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là từ Tinh Hoa, và thông điệp làm chủ khát khao tạo sự khác biệt đó là thông điệp chính của chương trình này. Ban lãnh đạo AIA đã có những nghiên cứu về thị trường rất cẩn thận và chu đáo để đưa ra được những cái đặc quyền đặc biệt cho chương trình Tinh Hoa AIA này. Và AIA đã đưa ra được đường đua tinh hoa, giúp cho chuyên viên tư vấn của chúng ta có những hoạch định về con đường sự nghiệp của mình. Cũng như AIA đã mang đến chương trình hỗ trợ về tài chính, giúp cho chuyên viên tư vấn an tâm hơn trong công việc của mình. Bên cạnh đó, chị Phương Anh cũng đã chia sẻ cho tất cả chúng ta về vai trò trách nhiệm của một chuyên viên tư vấn tinh hoa như thế nào, cũng như vai trò trách nhiệm của cấp quản lý trong việc ươm mầm những tinh hoa của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn chị Phương Anh đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để có những cái chia sẻ khá là thú vị. Như vậy thì chương trình Tinh Hoa Radio tập 2 đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý theo dõi chương trình của chúng tôi. Khánh Trình và Phương Anh xin gửi lời chào và lời hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo.